Chen Cao được xem là người thông minh và có rất nhiều may mắn. Tuy nhiên, cũng có một vài bạn nữ sở hữu vầng trán quá cao, khiến cho gương mặt mất cân đối. Nhiều chị em lại đau đầu, không biết đâu là kiểu tóc che trán cao đẹp để diện. Và để khắc phục nhược điểm này, thì bạn hãy thử những kiểu tóc cho nữ trán cao sau để che khuyết điểm hiệu quả cùng với blog đẹp bạn nhé. 1. Tóc mái bằng che khuyết điểm trán cao. Kiểu tóc che khuyết điểm trán cao hiệu quả nhất có lẽ là mái bằng. Kiểu tóc mái nữ đẹp này không chỉ giúp che đi vầng trán cao mà còn giúp tạo ra điểm nhấn cho khuôn mặt của bạn thêm đáng yêu hơn. Độ dài của tóc mái bằng tùy thuộc vào dáng gương mặt của bạn. Tuy nhiên, muốn thuận tiện cho sinh hoạt thì bạn cũng nên để tóc mái bằng che trán cao có độ dài vừa phải, tránh chạm mắt để gây ngứa ngáy. Kiểu tóc mái bằng thì phù hợp với cả tóc dài hoặc là tóc ngắn, che trán cao được rất nhiều bạn nữ yêu thích. 2. Tóc mái uốn che khuyết điểm trán cao. Trong những bộ phim Hàn Quốc, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được kiểu tóc mái đẹp cho nữ này. Kiểu tóc mái này thì vừa mang đến một nét trẻ trung, vừa là kiểu tóc che khuyết điểm trán cao. Khi bạn để tóc mái uốn, phần trán cao sẽ được che phủ hoàn toàn, mà lại khiến gương mặt thêm điểm nhấn hơn. Vậy nàng có muốn thử kiểu tóc giúp che trán cao này hay không? 3. Tóc mái thưa che trán cao hiệu quả. Tóc mái thưa là biến thể của tóc mái bằng nhưng lại chiếm được cảm tình của đa số các chị em bạn gái. Không chỉ phù hợp cho mọi dáng mặt mà đây còn là kiểu tóc che trán cao cực kỳ hiệu quả. Tóc mái thưa sẽ có phần tông mái ít hơn so với mái bằng, cho nên sẽ không quá nóng hoặc làm cho gương mặt bị tối đâu nhé. Nếu bạn sở hữu làn da ngăm thì hãy thử để kiểu tóc mái thưa này kết hợp với nhuộm những màu tóc giúp sáng da bạn nhé. Đảm bảo đây sẽ là kiểu tóc che trán cao mà bạn sẽ trung thành trong một thời gian dài luôn đó. 4. Tóc mái tỉa layer che khuyết điểm trán cao. Trong số các kiểu tóc cho nữ trán cao thì bạn hãy thử tham khảo kiểu tóc mái tỉa layer quyến rũ này. Tóc mái tỉa layer sẽ không hoàn toàn che hết trán nhưng lại là kiểu tóc che trán cao hiệu quả, do đã che đi một phần trán cao và giúp cân xứng với khuôn mặt hơn. Những kiểu tóc tỉa layer sẽ thêm nổi bật khi bạn chọn màu nhuộm tóc đẹp cho nữ, như là tóc màu nâu, nhuộm gầy lai sành điệu hay là các màu nhuộm tẩy tóc thời thượng nhất. 5. Tóc xoăn sóng ngôi lệch che trán cao hiệu quả. Đừng nghĩ chỉ có những kiểu tóc mái mới che được khuyết điểm trán cao đâu nhé. Ngay cả khi không để mái vẫn giúp che được khuyết điểm trán này. Tóc xoăn sóng ngôi lệch chính là kiểu tóc che trán cao dành cho những bạn nào không quen để mái. Đặc trưng lớn nhất của kiểu tóc che trán cao này chính là mái tóc bồng bềnh gợn sóng cùng với phần ngôi lệch chỉ để lộ ra một phần trán, cho nên sẽ che được khuyết điểm hiệu quả. Tóc uốn xoăn sóng ngôi lệch bạn có thể chọn lọn to hoặc là lọn nhỏ sao cho phù hợp với gương mặt của mình nhất. 6. Tóc PC mái xéo giúp che trán cao. Kiểu tóc ngắn che trán cao cá tính, sang chảnh thì tóc PC mái xéo là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Kiểu tóc che trán cao hiệu quả này vì phần trán cao đã được giấu đi bởi lớp tóc mái bồng bềnh. Đây ngoài là kiểu tóc che trán cao hiệu quả mà còn giúp khuôn mặt của bạn trở nên thon gọn hơn. Tóc tiềm PC giúp khuôn mặt thanh thoát hơn hẳn luôn đấy. Bạn sẽ không cần phải lo lắng suy nghĩ đâu là kiểu tóc đẹp cho người trán cao luôn rồi. 7. Tóc bóp kết hợp với mái dành cho các nàng trán cao. Một kiểu tóc ngắn che trán cao nữa chính là tóc bóp kết hợp với mái. Những kiểu tóc bóp luôn toát lên sự hiện đại, thời thượng, cho nên là xu hướng tóc đẹp được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn trong vài năm trở lại đây. Khi kết hợp với các loại tóc mái như là mái xéo sẽ trở thành một kiểu tóc che trán cao hiệu quả dành cho các chị em. Nó có thể vừa che trán cao vừa tôn dáng khuôn mặt đến bất ngờ luôn nhé.
Trán cao theo nhân tướng học được xem là tốt số, nhưng về thẩm mỹ thì có một số người không thích và tìm cách khắc phục. Hy vọng với những kiểu tóc che trán cao trên đây sẽ khiến bạn đỡ phải đau đầu khi lựa chọn kiểu tóc đẹp cho người trán cao nhé. Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.